Khi tôi làm chủ nhiệm hợp tác xã thì tôi nằm trên cái bàn. Hơn 3 năm rưỡi tôi làm chủ nhiệm hợp tác xã Hòa Nhân 3 là tôi nằm trên cái bàn. Có cái thò cái chân ra, cái chân ở cuối bàn. 5 giờ rưỡi sáng là mấy người xã viên hợp tác xã Hòa Nhân 3 họ đánh cái họ. Họ thò tay vô cửa sổ, họ nắm cái chân tôi, cái họ lắc mấy cái đánh thức tôi dậy. Ôi trời, tôi dậy cái tôi rửa mặt mèo thôi. Nè, quýt số rồi, vui vẻ rồi. Ra lệnh đưa xuất phân xuất thuốc ra đồng để người ta kịp thời đi ra ruộng cho sớm. Khi mà tôi về huyện á, mà tôi làm phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện á, hầu như tôi chưa có gia đình, tôi ở ngay trong Ủy ban huyện á, trụ sở Ủy ban huyện. Sáng ra hơn 6 giờ tí tôi vừa mới ra thì gặp cái ông cụ khoảng độ 65-70 tuổi. À, ông đem cái đơn, ông đi xin mua mấy khối gỗ, gia đình chính sách mà, để đi làm nhà. Tới anh năn nỉ tôi, anh bố ông xem giùm con cua giúp tôi, cho tôi xin mua. Bố, chưa đến giờ, nó việc thôi, có giờ có dắt cái chứ. Ông biết bây giờ mấy giờ không? Thế là ông sợ quá, ông ngồi vô cái gáp ngay. Tôi bỏ tôi đi ăn sáng, ra quán Nghĩa làm tô bún này, chơi ly cà phê sữa này, làm đi thuốc lá đầu lạc. Nhưng mà bữa nay thấy buổi sáng ra mà uống cái ly cà phê hút đi thuốc thấy mất ngon, mất sướng này. Đầu tiên mới mở hòn ra chưa gì gặp cái ông già lăng quăng. Tôi nghĩ là ủa, chứ mới hôm mà cách đây mấy tháng thì mình 5 rưỡi sáng người dân người ta gọi mình đánh thức mình dậy thì mình vui vẻ, mà bữa nay tại sao là hơn 6 giờ mà dân gặp mình thì mình nổi lên mình quắc là cái gì? À, cái này là do cái chủ tịch, cái phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành của huyện Hòa Vang hắn lòm mình là cho quách oai tí. Thế là tôi lập tức tôi bỏ dở ly cà phê, tôi chạy vô tôi gặp là ông già nó, ảnh còn ngồi dối gác đó. Ảnh lúc đó mà tôi về mà ảnh còn đang sợ cơ mà, khép nép ngồi đó mà cho tôi xin lại cái lá đơn. Ảnh đưa lá đơn tôi qua rồi tôi phê vô đó giải quyết cho ổng mua 4 khối gỗ xoan đào nhóm 4. Cái tôi dẫn ảnh qua cái phòng văn thư đó. À, hồi nó còn khoảng 10 phút nữa mới vô giờ làm việc đấy. Nó cô văn thư nó đóng dấu đưa cho ổng. Ổng cầm cái đơn rồi ổng cảm ơn, cái ổng đi ra cái sân của Ủy ban huyện Hòa Vang đó. Cái hình ảnh ổng từ giờ tôi vẫn còn nhớ mà. Ông đi siêu điêu giống như đi trên mây. Bởi vì ông thấy cũng lạ, bởi vì cái thằng cha này mới hồi nãy hắn quắc mình mà như quỷ dữ, mà bây giờ ông vô có vẻ lễ phép ghê gớm, ăn năn hối cải. Nhưng qua cái trường hợp đó rồi bắt đầu tôi cảnh giác. Tôi cảnh giác, tôi bổ coi chừng mới cái cỡ phó chủ tịch huyện mà còn kiểu đó chứ còn lanh hơn nữa rồi không biết điều gì diễn ra. Nó dễ cách bức người dân lắm, thấy mình nó quan trọng lắm. Ai cũng xin, ai cũng cần mình hết. Cho nên mấy cái cô mà hồi bán thương nghiệp nhớ không, đi về đóng giỗ gặp thì chào cười tươi như hoa, nhưng mà đến khi vô đứng cửa hàng thương nghiệp cái chỗ Hòa Cầm rồi mình vô đó mình gặp mình chào không thèm chào lại chứ phải quách lắm đó. Nhưng mà bữa nay thì cũng mấy mợ nó mà ra ngầu chợ cồng chợ hòn mà mình ra cái ơi chào anh Thanh mời anh mua hòn đi anh trai em ơi. Bố mẹ ngày xưa tấp bay mà cũng mời được rứa thì tóc biết máy. Bởi vì họ thấy họ quan trọng, cũng cần họ, cũng nhờ họ. Trừ cán bộ mình cũng vậy, lên giữ được cái chức rồi cái là bắt đầu là quách lót, bắt đầu là quắc tháo, bắt đầu là xoa dân, bắt đầu là thiếu trách nhiệm. Cho nên cái bệnh gì, cái bệnh thờ ơ chính trị á, là cái căn bệnh cũng tương đối phổ biến cho trong đội ngũ cán bộ giờ. Đảng hầu mô đó chết tính sao, trừ thấy không đến nổi chi, không cần chú ý. Rồi cái thiếu tình đồng chí, thiếu tình đồng nghiệp, thiếu tình người. Một bộ phận cán bộ là nhiễm cái bệnh đó.